Hello, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Ngày hôm nay em sẽ có một chiếc video giới thiệu những cái sản phẩm đồ gia dụng mới vừa về ở shop em. Đáng lý là video này là em đã phát vào ngày hôm qua rồi, nhưng mà là do làm hàng không kịp cho nên ngày hôm nay mới có video mới cho cả nhà mình. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. Đầu tiên em sẽ nhắc lại cái số điện thoại của em sẽ để bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào cái số điện thoại này để mình chốt cái món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Và em sẽ nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc trước, sau đó sẽ gửi hàng đi cho mình. Và đối với những cái hàng gia dụng, những hàng dễ bể vỡ đồ đó, thì anh chị chú bác mình khi nhận hàng, mình có thể kiểm tra hàng ngay khi có cái anh bưu tá ở đó giúp em, để mà mình đảm bảo được là mình nhận được cái món hàng nó không bể vỡ, không mớp, không gì hết, không khác với những gì mà em có giới thiệu trên video. Còn nếu như mà mình nhận về nhà rồi thì nó có bị bể hay bị mớp gì đó thì em không có xử lý được với bên vận chuyển, cho nên nó cũng sẽ khó cho cả ở bên khách và ở bên em nữa. Cho nên mình lưu ý giúp em ở chỗ mình kiểm tra hàng trước anh chị ha. Đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ có về được hai cái mẫu chảo để mà anh chị chú bác mình xài ha. Cái chảo trên tay em đang là cái chảo bằng inox rất là dày luôn. Này là hàng của nội địa Nhật. Cái tác của nó đây. Siêu dày, và cái này em có được hai cái. Cái size là 26 cm này. Cái này á, thì mình xài được bếp từ, nó rất là nặng luôn đó anh chị, siêu nặng luôn á, cầm cực kỳ nặng ha. Phía bên trong này nó không có lớp chống dính nha, nó như này thôi, nó như cái nồi inox vậy đó, nó không có chống dính nhưng mà nó rất là dày. Đây, cái thành này thì người ta có uống là rồi nè, nhưng mà kể cả mình cầm lên mình cũng cảm thấy nó dày cực kỳ luôn. Cái độ dày thì trên cái thông số này người ta không có ghi, nhưng mà nó dày lắm anh chị yên tâm, mình cứ tin tưởng em đi ha. Siêu dày và siêu nặng. Cái này thì nó bằng inox có chỗ rót dầu nè. Cái loại này nó không có nắp nha anh chị, mình để chiên xào nấu gì đó vân vân ha. Đây, làm cái món ăn nè, thương hiệu của Nhật Bản, size 26 cm. Cái cán thì chỗ này thì nó cũng là bằng inox luôn, và chỗ này là nó bọc nhựa. Cái này là nhựa chứ không phải men nha. Nhìn sơ nghe mình tưởng nó men nhưng mà nó là nhựa cao cấp anh chị ha. Đây, người ta làm những cái khóa cũng nó rất là xịn luôn. Cái chảo này thì chưa có sử dụng đâu. Chưa có qua sử dụng, không có tì vết lỗi gì hết. Cái này là cái bụi thôi, cái vết đen này là bụi nha anh chị. Những cái này thì xài rất là bền, và lưu ý là cái chảo này xài được bếp từ. Cái size em đo được là 27 cm này. 27 là ở trên cái đường kính miệng á, nhưng mà người ta ghi thông số là 26, tức là ở cái phần bụng á. Rồi cái phần đáy là được khoảng 23 cm. Với chiều cao lên, cái này mình thích hợp để chiên xào nên chị, chiều cao lên là được 4.5, và nó rất dày nha, một trong những cái chảo mà dày, siêu dày ở em cầm được đó. Nó dày giống như là cái chảo Đức hồi kỳ lâu lắm rồi, em có bán một hai cái chảo Đức của Đức gì đó, là nó dày cỡ vậy luôn đó anh chị, rất dày và rất xịn nha. Cái này thì mới chưa sử dụng, em bán cho mình với giá là 800.000 một cái ha. Lưu ý là nó không có cái nắp nha anh chị, và cái chảo này em có được hai cái. Anh chị nào thích thì mình có thể nhắn giúp em nha. Em có hai cái chảo này y chang vậy luôn, độ mới y vậy luôn nha, chưa sử dụng. Chảo số 26, hàng nội địa Nhật ha, là chảo 26 cm, giá là 800.000 một cái. Tiếp theo là em có một cái chảo chống dính, chảo này cũng hàng Nhật luôn. Nhưng mà về so về cái độ nặng á, thì nó không nặng bằng cái chảo lúc nãy. Nhưng mà nếu mà anh chị nào mà mình đang cần cái chảo chống dính thì mình có thể để ý cái chảo này. Đây, này nó cũng mới chưa sử dụng như vậy luôn, nó còn cả cái tác hiệu này. Cái thương hiệu này là của cái cũng là hàng Nhật nha anh chị, hàng nội địa Nhật ha. Thương hiệu cái ông này chắc là cái logo thôi. Hàng của nội địa Nhật nha. Cái hiệu này đây. Cái hiệu nước Phú Sĩ gì đó. Đó. Cái này á thì nó là cũng sử dụng được bếp từ luôn. Cái này là xài được bếp từ ha. Phía này người ta không có sơn, người ta để cái lớp nó bóng như vậy thôi, không có sơn. Ở bên trong là có một cái lớp chống dính. Cái này á, là do người ta dán cái miếng này, người ta tặng kèm cho mình cái miếng để mình rửa bọt biển đem rửa đó, người ta dán keo vô nó dính keo thôi. Mình về mình vệ sinh keo ra mình giùm em ha. Cái lớp chống dính thì nó màu nâu, size của nó là được đường kính miệng là 26 cm, chiều cao lên là được 7.5. Cao lên là 7.5. Này là cái chảo này, tặng kèm một miếng bọt biển luôn. Này là hàng nội địa Nhật ha, cũng chưa xài.
Nhưng mà nó không nặng bằng cái chảo kia, tại vì cái chảo kia là nó siêu nặng dạng như quá cao cấp rồi. Chảo này cũng là hàng Nhật cao cấp nhưng mà là cái giọng này người ta làm nó nhẹ hơn một chút, nhưng mà nó vẫn nặng hơn so với anh chị mình đi ra ngoài siêu thị á, thì em thấy có một số cái thương hiệu mà thương hiệu Nhật được sản xuất tại Trung Quốc đó, hoặc là Ấn Độ đó, thì nó sẽ nhẹ hơn cái chảo này rất là nhiều nha, nhẹ hơn cái chảo này và giá họ cũng bán là khoảng 600-700 ngàn một cái đó. Nếu như mà mình thích xài những cái hàng như vậy á, thì mình ở ngoài siêu thị họ có bán rất là nhiều và chất lượng nó thì cũng khá cao chứ không phải là chất lượng thấp đâu. Nhưng mà còn nếu mà mình xài hàng nội địa thì mình có thể săn ở những cái kênh như của em đây, thì hàng nội địa nó nhiều hơn. Mình chốt giùm em mã là chảo chống dính, giá là 550 ngàn cho cái chảo này anh chị ha. Chảo chống dính giá 550. Có một số cái quan điểm là mình nói là hàng mà made in nước Trung Quốc hay là Ấn Độ hay là gì đó thì nó giá trị nó rẻ hơn cho nên là chất lượng nó không cao, thì nó cũng tùy dòng thôi anh chị. Có một số cái dòng sản phẩm người ta sẽ làm cái chất lượng nó ở tầm trung để họ bán cho những cái khách mà không có muốn bỏ tiền quá cao để mình xài, thì sản phẩm họ cũng đạt tiêu chuẩn chất lượng hết thì họ mới xuất xưởng ra được. Hoặc là một số cái sản phẩm tuy là họ sản xuất ở nước khác, ở nước thứ ba để nó giảm giá thành thôi, nhưng mà chất lượng nó cũng cực kỳ cao luôn. Một số cái thương hiệu lớn như là Convoy, Juicy đồ đó cũng có một số cái sản xuất Thái Lan, Việt Nam, Malaysia đồ đó. Chất lượng nó cũng rất là cao. Nhưng mà tùy vào cái mục đích người ta muốn bán cho cái phân khúc nào thì người ta sẽ làm cái chất lượng nó như vậy và cái giá tiền của nó sẽ đi theo tương đương. Rồi em có một cái chiếc nồi men thương hiệu là Hokuriku, cua gì đó. Là cái nồi men này, cái thương hiệu nó giống với cái nồi vân búa, cái nồi nhôm, xin lỗi anh chị nha, cái nồi nhôm vân búa mà hôm trước em bán được hai cái đó, cái hộp màu xanh đó, thì nó cùng thương hiệu với cái nồi nhôm này luôn. Thương hiệu cua này thì cái nhôm, nồi nhôm rất là nổi tiếng ha. Này nó full hộp mà cái hộp nó hơi xấu nên mình mua xài, hoặc là nếu mà anh chị mua tặng thì tặng người quen quen thôi, cái hộp nó hơi xấu đó. Rồi cái nồi này á, thì được cái là nó giống như là những cái nồi mà các bác các cô các bà mình ngày xưa hay dùng để nấu cơm ở nhà, là một cái bản nồi nhôm Hokkua. Cái này là hàng thương hiệu nội địa Nhật ha, nó còn full mới full tát như này luôn. Đây dung tích của nó là được 5 lít 6 và size là 24 cm. Thấy nhỏ nhỏ vậy đó nhưng mà được 5 lít 6 lần đó anh chị. Nên nhà mình là 5-6 người, mình nấu bằng cái nồi này là nồi cơm là đủ luôn á. Rất là xịn, rất là to ha, 5 lít 6 lần. Này là người ta hướng dẫn mình sử dụng bảo quản thôi, của tách của thương hiệu này. Này là tách hiệu đây, 2,4. Độ dày của nó cực kỳ dày luôn, là được 3,3 mm này. Bởi vì mình cầm cái nồi lên mình thấy nó khác biệt liền. Đó, 3,3 mm là nắp nhôm luôn. Đây, những cái nồi nhôm này á, là nhôm người ta làm bằng chất liệu nhôm cao cấp anh chị ha, và họ phải đạt những cái tiêu chuẩn về thực phẩm hết, an toàn thực phẩm hết, người ta mới bán cho mình. Ở Nhật thì người ta rất là chú trọng những cái đó nên anh chị yên tâm nha, chứ không phải là những cái nồi nhôm mà trôi nổi mà dùng những cái nhôm tái chế để mà mình sản xuất ra cái nồi rồi làm những cái này kia cho nó sáng bóng lên rồi bán cái giá rẻ, thì những cái đó thì mình xài nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình luôn. Còn cái nồi này á, thì nó là hàng nội địa Nhật cho nên là anh chị mua mình yên tâm ha. Kích thước của nó là được em đo được này, em đo được là 24,5, rồi chiều cao lên là được 13 cm. Cái này mình luộc gà được luôn á, tại cái size thứ nhất là nó to và cái chiều cao lên nó được cao. Nó 5 lít 6 lần nhưng mà cái chiều cao lên nó cao lắm, cho nên là mình bỏ con gà nhỏ nhỏ vô là mình luộc vừa luôn. Đó, cái đáy rất là xịn luôn nha. Cái quai này thì nó cũng bằng nhôm luôn. Đó, nhập hiệu đây. Quai làm rất là chắc chắn ha, ba cái con ốc luôn. Nắp cũng dày, cái độ dày cũng tương đương với cái nồi. Đây là cái nắp. Nồi này rất là xuất sắc luôn đó anh chị. Nhà mình mà có người lớn tuổi mình mua cái nồi này về là đảm bảo là các bà các cô đó sẽ thích liền luôn, tại vì cái nồi rất là xịn. Và về cái thói quen tiêu dùng á, người hơi lớn tuổi một chút sẽ thích xài nồi nhôm, nồi gang hay là nồi đồng đó anh chị. Kể cả ở gia đình mình, ở gia đình em cũng vậy, bà nội bà ngoại gì đó đều cũng thích
xài những cái nồi nhôm ngày xưa mà hồi lâu lắm rồi, hồi xưa tới giờ luôn, nó cũ kỹ, nó bị hư chỗ này chỗ kia nhưng mà cũng phải đi giá lại để xài. Dạng thích cái kiểu đó vậy đó. Mình chốt giùm em mã là nồi nhôm giá 950 ngàn ha. Lưu ý là nồi này full mới chưa sử dụng, giá 950. Cái nồi hôm trước là nồi lẩu giá nó cao hơn là tại vì nó là vân búa và nó là nồi lẩu nó ít gặp. Còn những cái nồi này hàng xịn, cao cấp. Nhưng mà cái size của nó cơ bản thôi. Size đó rất là dễ xài ha. Mình nấu đồ ăn trong gia đình là ok hết. Giá 950 ngàn, một cái nồi siêu phẩm luôn, nồi nhôm, nồi đi Nhật. Mình chốt giùm em mã là nồi nhôm giá 950. Đây em có một cái set ly đồng. Cái ly đồng này nó còn full cái hộp gỗ như này. Đó, nó còn full cái hộp gỗ luôn. Nhưng mà cái hộp gỗ này khi mà nó về tới tay em á, thì nó bị mất hết một bên như này nè anh chị. Đó, do người ta dán vô mà rồi vận chuyển gì đó nó mất hết một bên ha. Và khi mà em giao cho anh chị nè, cái tình trạng nó sẽ như này. Nó mà là full chưa sử dụng, mới chưa sử dụng nhưng mà cái hộp nó hơi bị như vậy. Thương hiệu người ta ghi trên đây đó là Budget gì này, này là hàng của nồi điện Nhật ha. Đó, cái ông này hàng nồi điện Nhật kỳ lâu lắm rồi, hồi hồi lúc mà mới bán hàng luôn, em sẽ có bán được một cái bộ ly đồng nhỏ xíu à, ly đồng 5 cái đó, cực kỳ nhỏ luôn. Còn cái này á, thì nó cao cấp hơn ở cái là cái dạng ly nó to và họ làm cái họa tiết vân búa. Cái vân búa này có nhiều anh chị rất là thích sưu tầm luôn, tại vì chắc nghĩ là nó đẹp và nó phong thủy quá anh chị, tại vì có nhiều anh chị hỏi em để sưu tầm những cái này nè đó. Nhưng mà em chưa biết được là nó phong thủy gì hay là nó như thế nào, chỉ thấy là nó đặc sắc hơn so với những cái bình thường, những cái họa tiết khác thôi. Ở trên đây người ta có dán một cái tem hiệu ha, và họa tiết là vân búa hết luôn nguyên cái ly. Cái này là bằng đồng đỏ của Nhật Bản và bên trong là người ta phủ một cái lớp bạc đó. Cái bộ ly này á, thì chưa có sử dụng anh chị, nhưng mà em nghĩ là cái này người ta có trưng bày ở tiệm bán, người ta có trưng bày hay gì đó, cho nên là ở trên này nè rất là nhẹ nhàng thôi nha, chứ không phải là bị oxy hóa quá nhiều đâu, giống như là có người cầm lên để người ta nhìn, người ta xem hay gì đó. Đây nha anh chị ha, cái những cái vết đen đen này là người ta nghi dính cái này vô nha anh chị, cái này là bản thân nó như vậy thôi chứ em không có sửa chữa gì hết đâu nha. Khi nhận về là nó như vậy đó. Đây một cái ly này thì kích thước của nó là được 8, đường kính miệng là 8 cm, chiều cao lên nó là được 8.5, đường kính đáy cũng vậy luôn. Đó, mình dùng để uống trà, uống cà phê gì đó, hoặc là mình trưng bày vân búa hết luôn ha. Là 5 cái thì cái chất lượng nó tương đương với nhau. Cái này là mới chưa sử dụng nhưng mà em sẽ báo độ mới cho mình khoảng tầm 95% nha. Những cái vết đồng mà người ta cầm lên á, những cái trên tay cầm em thấy có một số vết người ta cầm, và ở dưới này nè một số cái là nó có những cái vết người ta để anh chị, nhưng mà độ mới như vậy là quá cao rồi, mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều hơn nữa anh chị ha. 1 2 3 4 5 cái này mình chốt giúp em mã là bộ ly đồng giá là 1750, bộ ly đồng 1750. Nếu như mà cái ly này người ta bán lẻ giống như lúc trước em cũng có bán lẻ thì một cái như vậy là 400-500 nghìn một cái ly đó anh chị, ly bằng đồng đỏ của Nhật ha, giá nó cũng rất là đắt đỏ luôn. Còn này nó nguyên một bộ, nếu mà anh chị lấy một bộ về thì nó sẽ ngợi hơn, mình về mình xài nó cũng tiện hơn, 5 cái thì đủ một bộ rồi. Và cái này em sẽ bán bộ nha, em không có tách lẻ ra đó, mình lấy một bộ giùm em ha, bộ ly đồng là 1750, rất đẹp. Tiếp theo là em sẽ có một cái này. Đây, cái bộ này cũng dễ thương lắm nè, để cho anh chị các bác mình sưu tầm chơi ha. Cái này á, là một cái thố men, cái hiệu của nó là Aziri. Aziri này thì em cũng bán được ba bốn cái nồi gì của thương hiệu này rồi, của nồi điện Nhật, nhưng mà người ta làm cái thiết kế nó để nó giống như là châu Âu, hoàng gia Anh, hoàng gia châu Âu vậy đó anh chị, cái thiết kế nó rất là sang trọng luôn và nó hơi hướng phương Tây một chút á. Aziri này nè, nồi niêu những cái sản phẩm của thương hiệu này đã đều như vậy hết, làm rất là đẹp luôn. Đây, cái này là xuất sắc vô cùng nha. Và cái mẫu này nè em thấy thì trên thị trường bán cũng ít nhưng mà cũng kỳ lâu lắm rồi, em có thấy một một kênh của một chị đó có bán một cái tương đương như vậy,
tức là cái hoa văn như này nè, mà em không nhớ là chị bán cái nồi hay là cái thố như này. Này nó có một cái khăn luôn ha, cái này là full hộp mới luôn, quá đẹp. Cái này các anh chị mua tặng được này, cái này rất đẹp rất lạ luôn. Đây nó là một cái thố men nắp thủy tinh full cái tác mới này. Cái này thì chưa sử dụng luôn và không có tì vết, không có chạy chụa, không có bất cứ một cái gì để phải phản ánh gì nó hết. Đó. Cái này cái thố bằng men ha, và nó không có cái quai cầm đâu, nhưng mà anh chị có thể ứng dụng mình nấu cũng được, tại vì này mình nấu bếp từ cũng được luôn. Đó, bằng men ha, và bên trong á là người ta làm cái hoa văn hết bên trong luôn, và bên ngoài là hoa văn cái phần thân, cái phần đáy là không có hoa văn. Cái này thì size của nó là được đường kính miệng á là được 22 cm, chiều cao lên là được 7 cm. Quá đẹp và rất là lạ anh chị ha. Một cái này á, thì em thấy giá thị trường mà lâu lắm rồi nha. Cái bài viết đó em thấy chị đó cũng lâu lắm rồi, thì chị bán 2,5 triệu một cái này đó anh chị. Và thì dĩ nhiên là nó chỉ có một cái hai cái như vậy thôi, nó không thể nào mà có nhiều được. Quên, cái viền này bằng mạ vàng, cái viền là mạ vàng nha anh chị. Nó mình nhìn thấy cái kiểu dáng của nó không phải là giống như những cái nồi Nhật khác, mà nó làm cái hơi hướng nó phương Tây một chút, nhìn nó rất là thời trang ha. Nắp thủy tinh của hàng nội địa Nhật thì nó siêu dày, rất là dày luôn và chịu nhiệt rất là cao. Đó, đậy vô. Mình ứng dụng rất là cao nha anh chị, và thậm chí mình để mình trưng thôi trong bếp nhà mình thôi nó cũng quá xịn quá đẹp rồi, rất là sang trọng luôn. Và nếu mà anh chị làm quà tặng thì rất là ok ha. Cái này mình làm quà tặng được, không có gì phải lăn tăn. Cái này mình chốt phép em mã là thố men có nắp, giá là 1850. 1850 thố men có nắp. Lưu ý là một số anh chị nếu mà có theo dõi kênh của em hồi trước giờ thì sẽ thấy được là một số cái sản phẩm đồ men á, giá nó sẽ có chênh lệch hơn so với khoảng hơn một năm trước em có bán. Em thì luôn luôn muốn giữ cái giá tốt nhất cho anh chị để mình dễ mua dễ bán á. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đồ men nó rất là mắc rồi anh chị. Em để mua được những cái sản phẩm này á, thì nó cũng giá rất là cao thôi. Cho nên là nếu mà anh chị nào mà cảm thấy cái giá mình chấp nhận được, mình thấy ok hết thì mình mua ủng hộ giúp em ha. Còn nếu như mình thấy giá cao quá thì mình có thể đợi những cái sản phẩm khác. Thì dĩ nhiên là cái giá cao thì nó sẽ tương đương với chất lượng hoặc là cái độ mà hiếm gặp của nó, chứ không phải là cái nào em cũng bán giá cao được đâu. Như những cái này đó, đâu phải là mình muốn mua là có đâu anh chị. 1850 mình chốt với em mã là thố men có nắp nha. Rồi, tiếp theo là em sẽ có một cái nồi lẩu bằng đồng. Nồi lẩu này cũng hay lắm nè. Nồi lẩu này nó chắc là nó có cũng xa xưa lắm rồi. Nó là cái dạng lẩu cù lao ngày xưa đó anh chị. Đây, cái hiệu của nó là Delico, hàng của Made in Japan anh chị ha, bằng full hộp luôn. Nhưng mà cái này độ mới nó không cao. Cái này có qua sử dụng rồi. Tuy nhiên là nó còn cái hộp thôi. Đó, đó là hàng nội địa Nhật. Đây, thông số của nó đây. Nó được có là 2,8 lít và cái size đó là 26 cm, độ dày là được 1 mm. Đó, Delico ha, Made in Japan. Cái này thì lưu ý là người ta sử dụng rồi, còn mới không sao, cho nên là anh chị cái bác mình mua về mình xài là ok nha. Giá nó cũng rất là mềm thôi. Một cái nồi đồng á, thì hôm trước em bán một cái nồi đồng lẩu là tương đương cũng 2 triệu rồi, là chưa sử dụng. Còn cái này thì có sử dụng rồi, cho nên là giá của nó sẽ mềm hơn. Cái này là cái cù lao này. Này nha, anh chị em thấy cái vết này là người ta sử dụng rồi, mình về mình vệ sinh cái là ok ha. Đây là hai cái quai này, làm họa tiết rất là đẹp luôn. Cái kiểu nó cổ điển lắm anh chị ơi. Họa tiết là vân búa bên ngoài ha. Bên ngoài là đồng thật của Nhật Bản này. Đó, nấu thì dưới này. Hồi xưa là sẽ sử dụng cái lẩu cù lao này nhiều, còn sau này thì mình xài cái nồi lẩu bình thường. Rồi, đây là cái nắp của nó đây. Nắp thì cũng có vân búa ở trên này luôn nha. Đậy lại là nó như này. Đó. Cái size cái đồng nó cũng màu nó cũng rất là vàng ha. Cái size của nó là được 26 cm nhân với phần nồi không là được 7,5. Cái quai này thì cũng bằng đồng luôn, nhưng mà đồng cái màu nó nhạt hơn so với cái đồng màu đỏ bên dưới anh chị ạ. Đầu dây là được 1 mm, nắp thì cũng bằng đồng luôn, cũng bằng búa luôn. Một số cái vết ở trên đây đó, những cái vết đen đen này ha, đây là do người ta sử dụng rồi mà mình không có đòi hỏi gì thêm được.
đó, những cái vết đen ở trên này lấm tấm này. Với cả là đây, mình nhìn thấy là mình thấy độ mới nó tầm khoảng 80% thôi. Những cái vết này thì mình về mình vệ sinh ra được đó, nhưng mà đã sử dụng rồi nha anh chị. Nên là nếu mình thích thì mình có thể chốt thì nên cái này, cái mã của nó là đây. Giá nó cũng rất là mềm thôi. Nồi đồng số 1 giá 780 ngàn dùm em nha. Nồi đồng số 1 780 cho một cái nồi mà cái kiểu dáng nó cũng rất là hay, nhưng mà nó qua sử dụng rồi nên giá của nó hơi mềm. 780 cho một cái nồi đồng, nồi lẩu đồng Nhật Bản. Cũng rất là đẹp nha anh chị. Tiếp đến là em có một cái nồi men nè, phun hộp. Nếu mà anh chị theo dõi em nhiều rồi đó thì anh chị thấy được là nồi á, thường em bán nhiều nhất là nồi men á. Trước đây là nồi men rất là nhiều luôn, nhưng mà sau này thì giá nó quá cao luôn, cho nên đó là em ít nồi men lại, không có nhiều như lúc trước nữa. Chứ lúc trước là nồi mà chủ lực của em là nồi men luôn á, em bán nhiều nồi men lắm luôn đó. Rồi một chiếc nồi men hàng của Nhật Bản nha, phun hộp mới tinh chưa xài, Horoway 20cm, size 20 này là cái size cũng thông dụng lắm anh chị. Mình thường hay xài nồi men là size 20 với size 22 là nhiều. Còn những cái size nhỏ hơn như là size 18, 16 là ít gặp nha. Ít gặp, và size lớn hơn một chút nữa khoảng 26, 28 thì cũng ít gặp luôn. Mà giá nó rất là cao. Những cái nồi này thì nó thông dụng hơn. Tại vì đó anh chị thấy vậy nó rất là dễ xài. Nhà mình 3-4 người, thường thường nhà, gia đình nhỏ mình giờ là 3-4 người thì mình nấu cái nồi này rất là vừa. Đó, nó là phun mới chưa xài ha. Nồi men thì mình xài được bếp từ này, hoa văn đây, hoa văn màu hồng cũng rất là đẹp. Cái màu trắng này là màu trắng tươi đó, trắng tinh luôn á, chứ không phải là trắng ngà đâu nha anh chị. Không có lỗi lầm chỗ nào hết luôn. Cán thì bọc nhựa và làm rất là chắc chắn ha, không có rơ lắc không gì hết. Đây, rất đẹp. Kích thước của nó em đo được cái phần miệng á, là được 20 này, chiều cao lên là được 10cm. Những cái đen đen này là bụi nha anh chị, chứ không phải là bị chày đâu ha. Không có chày, có chày là em báo hết. Đây, cái kiểu nó rất là dễ thương nha, nhẹ nhàng. Nắp là nắp thủy tinh, xuất sắc chưa, rất đẹp luôn nha. Đó. Cái này thì full hộp mới luôn. Anh chị chốt dùm em mã là nồi men 20, giá là 950 ngàn. Nồi men 20 giá 950. Rồi, một cái nồi men. Những cái nồi men của Nhật đó, anh chị mình xài á, mình không có sợ mà nó mau bị xuống màu, bị ra ten hay gì, bị ra cái tạp chất gì đâu. Nó rất là xịn nha anh chị. Người ta rất là chú trọng về sức khỏe, cho nên người ta phải đạt tiêu chuẩn đồ này nọ nhiều lắm thì mình mới xài được ha. 950 ngàn cho cái nồi men này. Tiếp tục là em sẽ có một cái nồi men nhỏ nữa. Nồi này là cái size 18 nè. Lúc trưa thì có một chị nhắn tin hỏi em nồi men, chị đợi rất là lâu rồi, hy vọng là chị sẽ chốt được những cái nồi trong ngày hôm nay ha. Nồi này có thương hiệu là Yamahiro. Yamahiro size 18cm, tức là nó nhỏ hơn cái nồi kia một tí xíu. Nó cũng là hàng nồi điện Nhật luôn. Nó cũng độ dày, nó cũng tương đương với cái nồi kia. Nồi này khá là dày á. Nó có nhiều nồi men á anh chị, nó có không phải là nồi men Nhật là cái nào nó cũng giống cái nào đâu. Nó có những cái độ dày khác nhau nữa. Có những cái nồi nó siêu dày như là nồi Đức luôn. Hoặc là có những cái nồi như cái độ dày của này là cũng rất là dày rồi này. Nhưng mà không dày như cái nồi Đức ha. Nó cũng rất là dày, và có những cái loại nồi thì nó mỏng hơn. Và mà nó mỏng hơn nữa là khi mà một số cái nồi người ta làm cho cái giá rẻ đó thì cái nó mỏng hơn nhiều. Còn những cái nồi này á, là tầm cũng cao cấp cho nên là độ dày nó cao. Nên anh chị xài những cái này là rất là vô tư nha. Hoa văn cũng cực kỳ đẹp luôn. Cái này tuy là nó size 18 nhưng mà cái sự chênh lệch với cái nồi lúc nãy nó không nhiều đâu. Tại vì cái kiểu dáng người ta làm nó be cái miệng lên này. Đây, em đo được đường kính miệng là 19cm và cái chiều cao lên nó là được 10cm này. Rất đẹp ha, không có trề trụa gì hết. Đó. Cái này là cái vết khi mình đẩy ra để vô trong cái nồi thôi, trong cái hộp thôi, không ảnh hưởng gì. Cán là bọc nhựa luôn, này là nhựa.
siêu đẹp nha anh chị, rất là nặng tay nha. Đây, hoa văn là mùa hè. Nắp thì cũng là nắp thủy tinh luôn. Hàng nội địa Nhật hết nha anh chị. Đó, xuất sắc chưa? Nồi rất là đẹp. Đó. Em đo sai các anh chị hình dung ha, tại vì cái này là em đang quay cái góc cho nó bự lên á, cho nên là mình nhìn cái sản phẩm nó nhỏ thôi. Nhưng mà bên ngoài thì cái nồi là 18 cm, là cái nồi cũng thông dụng, cũng dễ xài rồi. Thông dụng nhất là 20 cm. Còn nhưng mà cái nồi này tuy là thông số 18 nhưng mà người ta làm cái kiểu nó cũng khá là to, tại vì cái kiểu dáng á. Nồi này mình chốt giúp em mã là nồi men 18, giá của nó là 900.000. 900.000 ha, nồi men 18 giá 900. Nó không có rẻ hơn cái kia nhiều, tại vì nó nhỏ hơn chút thì em bán rẻ hơn tí thôi. Nhưng mà cái này thì nó cũng tương đương à. Cái nhìn cái bên ngoài á, cảm quan bên ngoài nó cũng tương đương thôi. Thì chỉ là nó nhỏ hơn chút thì dung tích của nó ít hơn chút, nhưng mà nhiều khi anh chị lại cần những cái nồi nhỏ như vậy á. Cái nồi số 18 á là 900.000 anh chị ơi. Tiếp theo. Này. Tiếp theo á là một cái sản phẩm này full hộp luôn đó, cái bộ này rất là hay luôn. Các anh các chú nếu mà thích thì mình mua về mình sưu tầm, mình trưng bày gia đình mình ha. Bộ này á thì nó gồm có một cái thố, nó full mới nha. Nó cũng là hàng nội địa luôn này. Hiệu gì này? SK-HS-0131. Hàng của nội địa Nhật. Là bằng gỗ nè. Hình cái ông này ông đang cắt cái cây gỗ ha. Nó bộ này nó sẽ gồm có một cái thố bằng gỗ, một cái nắp đậy luôn, bằng gỗ luôn. Rồi có mấy cái dĩa đây. Năm cái dĩa gỗ như này. Năm cái nha anh chị, đây là đúng năm cái hay sao cái. Là năm cái dĩa đó anh chị, nó full bộ như này ha. Đẹp chưa? Rất là lạ luôn nha anh chị. Cái này nhà mình mà mình trang trí theo kiểu cổ điển chút xíu, mình để những cái bộ này lên nó rất là sang luôn. Lưu ý là cái này nó không có cái chung nha. Anh chị có thể mua bộ này sau sau đó thì mình nếu mà mình muốn dùng cái này để mình đựng cái chén trà rồi thì mình săn thêm chén trà, hoặc là cái này mình dùng để mình đựng bánh mứt gì đó cũng được. Hoặc những cái vật gì đó khác ha, bánh mứt gì đó, kẹo gì đó cũng được, để mình đãi khách cũng được nha. Đó. Cái này thì nó chỉ có những cái dĩa thôi, nó không có cái chung gì đâu nha anh chị. Về cái size của cái thố là được đây, cái đường kính của nó là được 14 cm này, 14.5 chứ, 14 cm, nhân với chiều cao là được 6 cm. Rất là đẹp luôn, gỗ tự nhiên. Đó, chưa có xài nha, rất là mới luôn nha anh chị. Hoa văn họa tiết thì người ta khắc lên đây. Cái nắp bằng gỗ luôn. Cái này á, cái lớp mà này á là người ta giống như là tre nứa gì đó, người ta đan, người ta gắn cái này lên để làm họa tiết thôi. Đó, này là họa tiết ha, mà rất là đẹp luôn, điểm nhấn. Rồi cái dĩa thì size của nó là được 11 cm này. Dĩa cũng bằng gỗ luôn nha anh chị. Được là 5 cái dĩa với một cái thố như này. 5 cái dĩa và một cái thố. Giá của bộ này á là 700.000, dành cho chú bác anh chị mình sưu tầm ha. Bộ thố gỗ giá 700. Nó full hộp luôn, mình tặng nhau được nè. Mới luôn. Chưa xài. Trong cái hộp cũng rất là dễ thương. Bộ thố gỗ giùm em giá 700.000. Rồi em có một vài cái chiếc khăn. Trước khi giới thiệu khăn thì em có hai cái cây viết này. Em mới đầu em cứ nghĩ nó là viết bi á anh chị, nhưng mà không phải đâu, nó là viết chì. Viết chì bấm. Dành cho anh chị nào mà mình hay xài viết chì nha, mình vẽ hay là mình ghi chú gì đó thì mình có thể mua cây này, tại vì nó rất là xịn này. Cái mũi chì này nè là cái mũi thông dụng, mình mua ở ngoài nhà sách á, người ta bán nguyên một vỉ mũi đó anh chị. Nó cũng giống như cái viết chì bấm bình thường thôi, nhưng mà cái kiểu họ làm rất là giống cái cây viết mực của mình đó. Cây này á là của Nhật Bản này, người ta ghi chữ Japan ở đây. Đấy, một cây là của Nhật nha. By lot này 0.5, chắc có nghĩa là cái mũi á, đường kính mũi quá. Rồi 0.5. Và cây này á, là cây hiệu của Paris.
Đó, cây của Nhật thì nó đơn giản hơn, nhẹ nhàng và nó kiểu lịch lãm hơn. Cây này thì nó hoa văn nhiều hơn. À, tùy mình sở thích thôi, hai cây em sẽ bán cùng một giá ha. Và cây này nó có gì đặc biệt? À, cái phần màu đen thì bằng nhựa rồi, còn cái phần màu vàng này thì người ta là mạ vàng á anh chị. Nên nó rất là màu, nó rất là sáng luôn nha. À, cây này thì em nghĩ là có sử dụng rồi nhưng mà độ mới nó cực kỳ cao luôn, không trầy trụa chỗ nào hết. À, nó không có hộp thôi, nó không có trầy nha. Đây là cái phần mũi này. Rất đẹp, cầm rất là sang ha. Em cứ tưởng là viết bi không á. Size của nó là được 13 cm này. Cây này coi, nó cũng tương đương đó anh chị. Hai cây thì cái kích thước nó tương đương. Một cây này không có rẻ đâu anh chị. Cái giá người ta bán là 3.000 yên cho một cây đấy, là tương đương với cũng hơn 600.000 một cây rồi, là giá người ta bán cây này mới á. Còn khi mà mình mua cũ á, thì ở đây em bán là sẽ là 350 một cây ha. Anh chị nào mình thích, tuy nhiên nó lại biết chì nha anh chị, và mình về mình mua cái mũi mình xài giùm em nha. 350 một cây, mình thích thì mình chốt giùm em á là viết chì Nhật nào, viết chì Pháp đi. À, hai cây, em chỉ có hai cây thôi. Em cứ nghĩ là viết bi không mà em sang về cho các anh mình đi ký tên hợp đồng rồi đó. Nhà rốt cuộc về nó là viết chì. À, rất đẹp luôn, rất là sang luôn nha anh chị. 350 nha, viết của Pháp và của Nhật. 350 nghìn. Rồi em có một số cái khăn. À, khăn hồi lần trước thì anh chị rất là thích luôn, cho nên là em có về thêm nè. Và chuyến này thì nó có nhiều thương hiệu và có nhiều màu, nhiều mẫu, nhiều cỡ lắm, cho nên là anh chị mình lần trước mình mua không được thì mình có thể mua lần này ha. Và những cái khăn ở em bán thì giá nó sẽ rất là rẻ so với thương hiệu, so với chất lượng và so với thị trường luôn. Em có sạch thử những cái khăn mà ở trong siêu thị giống như Điện Máy Chợ Lớn đâu đó, những cái khăn mà xuất Nhật thôi. À, một cái như vậy người ta bán cũng là 700 mấy 800 ngàn một cái khăn á anh chị, khăn tắm á. Cái size của nó là size thông dụng, hơi to to chút xíu ha, là 700 800 ngàn, cũng khá là đắt nha anh chị, tại vì nó phải là 100% cô tông gì đó, nó xịn thì người ta mới bán được giá như vậy. À, em có một cái khăn, set khăn của Dad London. À, cái thương hiệu này thì mình hay gặp ở túi sách đó, và em cũng có bán túi sách nhiều của thương hiệu này rồi. Dad London anh chị ha, thương hiệu của Anh đây. Khăn này trong đây nó sẽ có hai cái, một cái màu xanh và một cái sọc xanh và một cái sọc màu cam. Cái này nó full như này luôn, nhưng mà để em coi nó có ghi cái thông số không, tại vì nếu không ghi thông số thì em phải mở ra bóc ra để mà em đo cái thông số cho anh chị á. Ở đây người ta ghi chữ Nhật. À, có thể là họ sản xuất tại Nhật nó anh chị, nó giống như là những cái đôi tất đôi giớ mà em hay bán lúc trước đó, tức là thương hiệu của Pháp, của Ý, của Anh vân vân, nhưng mà người ta gia công tại Nhật Bản nha. Một có một cái công ty ở Nhật người ta sản xuất để người ta bán cho thị trường Nhật đó anh chị. Đó, cái này thì nó không có ghi thông số rồi, cho nên là em sẽ mở ra nha anh chị, chứ là bản thân nó là chưa có mở đâu. À, em mở sơ sơ, em đo sơ sơ cho anh chị nha. Cái bề ngang của khăn á là được 33.5 này đến 34 cm này. Rồi còn cái chiều dài. Đâu để coi có ghi không. Đó, nó không có ghi cái thông số, cho nên là em phải mở ra như này. Mở ra xong rồi á thì xếp lại nó không được y như vậy. Rồi, nó chiều dài nó khoảng được tầm 75 cm đó anh chị. Cái khăn này nó cũng rất là tiện xài ha. Ở xài trong gia đình hoặc là các anh đi du lịch, đi công tác rồi đó, cái khăn này nó cũng rất là tiện nè, nó không quá to, nó không có chiếm diện tích, không nặng ha. Đó, em có được hai cái nha, cái này em sẽ xếp lại đẹp cho anh chị. Hai cái, một cái sọc xanh, một cái sọc cam. Cái này thì giá của nó là 450 ngàn, mình chốt giúp em mã là khăn Anh nha, khăn Anh 450. Tức là những cái này nó 100% cô tông hết và mới chưa sử dụng hết, anh chị yên tâm ha. Khăn xanh giá là 450 nè. Rồi tiếp theo là có cái khăn Nhật, thương hiệu này đi, IM hả, Miyake Design đó, thương hiệu của Nhật nha anh chị. Đây, cái này thì em nghĩ là cái kích thước nó tương đương đó, nó cũng là 100% cô tông luôn. Một set của nó là được hai cái như này. Cái này em sẽ không tháo ha. Xếp như vậy là chắc kích thước tương đương với cái của khăn Anh lúc nãy đó. Cái màu này cũng khá là đẹp này, các anh hoặc các chị hoặc các chú các cô gì xài cái màu này đều được nè, màu nó dễ xài, nó trung tính ha. Mình chốt giúp em mã là khăn Nhật, giá là 450 ngàn luôn. Khăn Anh là cũng 450, khăn Nhật cũng 450 luôn, full mới hết.
là được một set là hai cái được đó anh chị. Rồi em có một cái sách này là của thương hiệu là Renner Blue, khăn tắm là có by Ohara, cũng là của Nhật luôn. À, khăn tắm này của thương hiệu Ohara ha. Cái set này thì nó to hơn cái set lúc nãy đó, cũng full hộp, to hơn cái hồi nãy nha. Đúng rồi, nó to hơn tại vì nó có ba cái. Đây, nó set 3. Đẹp quá. Cái màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Hình như là cái màu xanh này em có bán một lần gì đó, em cũng không có nhớ rõ nữa. Đẹp quá trời luôn. Khăn này thì nó 100% cô tông như cái kia luôn nha, nhưng mà nó mỏng hơn cái kia. Và kích thước thì em nghĩ nó tương đương đó anh chị ơi. Kích thước thì nó tầm khoảng 75 cm ha, nó tương đương vậy. Tại vì giờ tháo ra thì nó tiếc quá. Có ba cái như này nha, à, màu sắc rất là đẹp luôn, cái này các chị sẽ rất thích nè. À, set này nó to hơn tí, thì em bán giá là 500.000 thôi. Mình chốt với bé mã là set 3 khăn nha, giá 500. Nếu mà anh chị thích khăn hơn nhiều nữa thì em sẽ cố gắng săn thêm về cho anh chị. À, mình mua đợt này không được thì mình có thể dặn em ha, đợt sau về thì em sẽ giới thiệu thêm. Tại vì một lần giống như chuyến này em về thì cũng được có mấy set vậy thôi. Rồi, à, cái set khăn này nó lại to hơn nữa. Set này cái hoa văn bên ngoài rất là đẹp luôn. Cái này mình mua làm quà tặng rất là được nha anh chị. Bộ nào mình cũng làm quà tặng được hết á. Tại vì nó mới full mà, và nó là hàng xịn nữa. Ở trên đây người ta ghi cái hiệu đây là gì này, à, Sensory Your. Đó. Wow, xuất sắc vô cùng. Cái set này á, thì nó sẽ gồm một cái khăn lớn này, một cái khăn lớn và 1, 2, 3, 4, 5 cái khăn nhỏ. Em cũng không có tháo ra nè. Em coi nó có cái tab hiệu không. Best quality. Khăn, ôi đẹp quá. Khăn này siêu đẹp luôn đó anh chị. Xuất sắc quá trời. Có 5 cái khăn nhỏ này. Này mình mua gia đình, mình cầm theo mình đi du lịch là đủ rồi. Rồi để em tháo thử cái khăn bự này ra để xem nó bự như thế nào ha. Quá to luôn. Hoa văn cực kỳ đẹp luôn. À, cái size ngang của nó là được 57 này. Và cái chiều dài á là được 1 mét, khoảng tầm 1m6 đó, dài 1m6 nha, và chiều ngang của nó là được nãy là bao nhiêu đó em quên rồi, được 55 56 gì đó anh chị. Để sau đó thì em sẽ xếp lại đẹp cho mình nha, là gồm một cái khăn lớn và 5 cái khăn nhỏ luôn. Đó, em có hai bộ này. Một bộ thì cái khăn nhỏ này nó màu xanh này, còn một bộ này thì cái khăn nhỏ này nó là màu cái khăn lớn này nó là màu xanh, nó không phải là hoa văn ha. Khăn lớn là màu xanh hoa văn. Chắc là anh chị sẽ thích cái hoa văn nhiều hơn, nhưng mà em sẽ bán cùng giá thôi nha. À, nếu mà anh chị nào mà mình chốt trước á, thì mình lấy cái khăn kia đúng ý mình hơn ha, còn không thì mình lấy cái còn lại, nó cũng rất đẹp thôi và chất lượng nó y chang à. Đó. Cái này đó là màu sọc xanh, còn cái này là hoa. Đó, các chị thì chắc sẽ thích hoa này hơn. Cái này cái giá của nó là đâu rồi? À, giá của set khăn này là 680.000 nha anh chị. 680, mình chốt giúp em mã là set khăn số 2 đi. Set khăn số 2, hoặc là mình diễn tả cái khăn giùm em nha. Cái bảng giá đã mất tiêu rồi. Đó. Một set, em có hai set như này ha, là set khăn số 2. Là gồm một cái khăn lớn và 5 cái khăn nhỏ. Rất là xuất sắc luôn. Đây. Mình săn những cái này thì được cái là nó lạ, nó đẹp và nó xịn hơn so với mình đi mua ở ngoài. Thật ra mình mua những cái thương hiệu lớn ở ngoài thì nó cũng có những khăn cô tông xịn như vậy đó anh chị, nhưng mà giá nó hơi cao. Rồi, một cái set khăn nữa của thương hiệu là Hiroko Koshino. Hiroko Koshino HK. Này nó to hơn cái này luôn. Đó. Chiếc này nó về được nhiều size này. Nó to hơn cái khăn này luôn. Và nó là của thương hiệu của Nhật. Full cái hộp này. Mã của nó là HK-5085. Trời ơi, xuất sắc vô cùng luôn. Rồi, cái này là gồm có để coi 1, 2, 3, 4 cái khăn. Hai cái khăn lớn này. Cái này mình xài gia đình đó anh chị. Đẹp quá. Hai cái khăn màu ghi xám và hai cái khăn này là màu dạng như là màu hơi cam cam vậy đó anh chị, ở ngoài nó hơi hơi cam cam sữa nha. Hiroko
Koshino. Quá đẹp luôn. Em cũng để em coi coi nó có cái thông số không. Rồi cái này nó cũng không có thông số cho nên là em phải tháo ra nha anh chị. Em tháo sơ sơ ra hen. Nó còn là full hộp chưa có tháo đâu. Cái khăn lớn này chắc nghĩ là nó cũng lớn như khăn kia vậy á. Đó. Rồi nó cũng tương đương quá hơn khoảng tầm 1 mét đi. Em sẽ báo nó tầm 1 mét nhân với lại nửa mét ha. Đó, khăn rất là lớn luôn. Trên đây người ta theo cái hiệu trên đây luôn. Quá đẹp. Đó. Rồi cái khăn nhỏ đây. Đẹp quá trời. Cái khăn nhỏ này thì nó là cái size nhỏ cái size này, size của cái khăn nhỏ là được em coi. Cái khăn mình cầm lên là mình thấy nó chất lượng liền. 30 nhân với tầm 70 cm anh chị, 30 chất nhân với 70 á. Thường những cái size nó cỡ cỡ như vậy. Đó, nó như này ha, cái này mình xài gia đình 4 người. Rồi, 1 2 3 4 cái khăn. Mới luôn nha anh chị, cái này anh chị làm quà tặng đi, rất là sang luôn. Nó không không có nó tiện ích nè. Mùa du lịch tới rồi thì mình mua những cái này thì rất là tiện này. Nếu mà anh chị thích thì em sẽ về thêm nữa. Anh chị yên tâm ha, nếu như mình mua không được lần này thì lần sau mình mua ha. Cái này á thì rồi, cái giá của nó sẽ là 700 ngàn ha. Nó lớn hơn cái kia một chút, mình bán giá 700 ngàn. Mình giới với em mã là set khăn HK đi. Khăn HK 700 ngàn. Rồi, tiếp theo là em sẽ có một cái combo khăn nhỏ này nè. Combo khăn nhỏ này gồm có hai cái của Christian Dior. Đó, Christian Dior luôn. Khăn xịn luôn. Nhưng mà em chỉ bán giá khăn thôi chứ không bán thương hiệu gì đâu. Khăn này nó mini anh chị ơi. Này các anh đi không, cái này các chị xài tại vì hoa mà mình đi công tác gì đó mình bỏ trong túi cũng được nè. Nó cũng là khăn xịn nhưng mà nó mỏng thôi, không dày. Size của nó là được khoảng tầm 35 nhân với tầm 70 á. Size này cũng là xài khăn tắm được. Đó, Christian Dior hoa văn ha. Em có hai cái này mình lấy combo giùm em luôn đi. Em bán giá là 350 ngàn cho hai cái này nha. Mình viết giùm em là combo khăn mini giá 350 ngàn ha. Combo em bán hai cái luôn, không bán lẻ từng cái mắc công mình gói thôi. Nhiều khi anh chị lấy mấy này thì mình thích mình mua mình tặng bạn bè cũng được nha. Combo khăn mini 350 ngàn anh chị ơi. Rồi, cái sản phẩm khăn này cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Về giá cả thì dĩ nhiên là mỗi lần hàng về thì giá cả nó có chênh lệch đôi chút, nhưng mà em luôn cố gắng là để giữ cái giá mức mà chấp nhận được nhất, phù hợp nhất để anh chị mình mua. Nếu mà mình thấy nó phù hợp thì mình có thể mua ủng hộ giúp em anh chị ha. Hẹn cả nhà vào video tiếp theo, em sẽ có thêm một vài cái sản phẩm đồ gia dụng cũng như là túi xách mới về. Đáng lý hôm nay là có túi đó, nhưng mà là cái lô túi nó về chưa kịp cho nên là em chỉ lên đồ gia dụng trước thôi. Lỗi hẹn với anh chị, hẹn mình cả nhà vào những cái video tiếp theo, em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.